Kính thưa quý vị, có thể nói nội tiết tố nữ estrogen là nhựa sống của phụ nữ, là yếu tố quyết định để cải thiện vẻ đẹp giúp chị em giữ mãi tuổi thanh xuân. Tuy nhiên, khi bước sang tuổi 30, sự suy giảm nội tiết tố đã và đang trở thành nỗi ám ảnh lớn của phái đẹp. Sự thiếu hụt này khiến phụ nữ gặp phải hàng loạt vấn đề rắc rối. Vậy làm cách nào để kéo dài nét thanh xuân, gìn giữ vóc dáng thon gọn, cơ thể khỏe mạnh, đời sống được hạnh phúc, viên mãn? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự ngay sau đây. Theo thời gian, cùng với ảnh hưởng của môi trường khiến cho cơ thể phụ nữ xuống dốc, mà nguyên nhân chính là suy giảm nội tiết tố nữ estrogen. Ý thức rõ vấn đề này, nhiều chị em phụ nữ tìm cho mình các giải pháp khác nhau, trong đó việc sử dụng các sản phẩm bổ sung estrogen nội sinh là phương pháp an toàn và hiệu quả, được nhiều người khuyên dùng. Trong đó có sản phẩm viên uống Mộc Tố Linh. Cho nên chúng ta có thể đánh giá, tức là các cái thành phần trong cái thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mộc Tố Linh ấy, nó vừa có cái tác dụng điều trị về nguyên nhân, tức là hỗ trợ cơ thể để tăng tiết nội tiết tố nội sinh, đấy, tăng cái tế bào nội của ống tuyến vú, tăng các cái hạn chế cái sơ hóa của các cái tế bào tổ chức liên kết, đấy, là những cái nguyên nhân để mà làm cho cái suy giảm, tức là những cái triệu chứng về mãn dục đấy, thế rồi là thay đổi về mặt hình thể, và nó vừa có tác dụng điều trị về mặt triệu chứng. Ví dụ như mệt mỏi thì có thể tăng về chuyển hóa, thế rồi là hạn chế tối đa các cái tình trạng bị rối loạn kinh nguyệt liên quan đến chu kỳ kinh, rồi hạn chế cái tình trạng loãng xương và bốc hỏa vân vân. Hơn nữa, một rất là tốt của cái Mộc Tố Linh đấy, các cái thành tố của nó đấy thì được sản xuất ở cái dạng tinh chất, chứ nó được loại bỏ tất cả các cái tạp chất, thế rồi là nó được sản xuất ở các cái dạng nano, cho nên nó vừa không có độc, hấp thu tốt, thế cho nên rất là lành tính, có thể dùng lâu dài, hiệu quả cao mà chúng ta không sợ cái tác dụng phụ. Sản phẩm không chỉ an toàn cho sức khỏe của phái đẹp mà còn giúp bổ sung, tăng cường nội tiết tố nữ estrogen hiệu quả. Sản phẩm phù hợp với chị em bị thiếu hụt nội tiết tố nữ và các triệu chứng nám, tàn nhang lâu ngày không khỏi. Công ty chúng tôi đang nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng sản phẩm, chăm sóc khách hàng tốt nhất để đưa tới những cái giá trị cốt lõi nhất tới tay khách hàng và người tiêu dùng, nhất là chị em phụ nữ thân yêu. Hiện nay, sản phẩm Mộc Tố Linh đã có mặt tại các đại lý chi nhánh trên toàn quốc và được rất nhiều chị em phụ nữ tin tưởng lựa chọn. Sản phẩm viên uống Mộc Tố Linh được bảo trì dưới dạng nano, bổ sung tinh chất mầm đậu nành và sâm tố nữ hỗ trợ cải thiện các triệu chứng do thiếu hụt nội tiết tố nữ và làm chậm quá trình lão hóa da. Sau một thời gian phân phối sản phẩm tại nhà thuốc, khách hàng có rất nhiều phản hồi tích cực về sản phẩm. Và sau một thời gian sử dụng sản phẩm Mộc Tố Linh thì rất là hiệu quả. Da rẻ của mình thì được cải thiện, trắng sáng hơn, vòng một thì đầy đặn hơn, tình trạng mất ngủ cũng được cải thiện đấy, và cái vòng một đầy đặn hơn nó làm cho mình rất là tự tin khi giao tiếp cũng như là lựa chọn trang phục và làm tăng hạnh phúc gia đình. Sản phẩm viên uống Mộc Tố Linh được bào chế ở dạng nano và tách lọc các hoạt chất xấu lên men tự nhiên, vì thế an toàn với cả người mắc các bệnh như u xơ tử cung, u nang buồng trứng. Đặc biệt đối với phụ nữ cho con bú, chính vì vậy viên uống tăng cường nội tiết tố nữ Mộc Tố Linh sẽ là một sự lựa chọn phù hợp và an toàn dành cho các chị em.